Đấy là ác với dân đấy hả? Cái thứ hai nữa ấy, là cái bọn về phía binh Việt Nam Cộng Hòa chúng mày đấy, cụt hai chân hai tay rồi làm cái gì mà ăn? Cái ngày đó chúng tao này này phải đóng tiền cho chúng nó ăn này, đóng gạo cho nó ăn này, nhà tao với hai đứa em chết đói chỉ vì cái vụ là làm ra hột gạo hột thóc mà phải nhường nhịn vào trong miền Nam chiến trường để nuôi, rồi lại nuôi cả cái bọn mà chúng mày đi rồi chúng ta phải đóng gạo đóng thóc để nuôi cái bọn phê binh, rồi là cái bọn tàn tật, cái bọn KV đấy, rồi là những cái người vợ con chúng mày để lại đấy. Giải phóng xong rồi thằng Mỹ không cho nó ăn gì, cất nghĩa ra mà ăn được. Chả nhẽ chúng tao ăn bát cơm để cho nó người ta nhìn người ta ngồi à? Cộng sản chúng ta không làm được như thế. Rồi nhà nước người ta mở ra một cái công ty xổ số kín hít để cho những cái người mà phiên phía binh ấy người ta đi đi bán vé để người ta kiếm ra. Ví dụ như anh bán được chục cái thì anh được lời 200 đại khái đấy, thì là cũng có tiền ăn rồi, nghe chưa? Như như Việt Nam chúng ta bữa giao lô xô là như Việt Nam chúng ta mà hèn với giặc mà ác với dân ấy thì cái bọn đấy còn sống ngày hôm nay không? Chúng mày thằng Mỹ đấy anh dựng lên cái quân đội bù nhìn của chúng mày đấy, xảy ra trường hợp như vậy rồi hắn rút quân về rồi, rồi hắn về đến bên đó rồi hắn có gửi tiền sang để nuôi những cái thằng tàn tật phê binh Việt Nam Cộng Hòa không, hay vợ con như này không? Mày giàu là cho nên là cái vô ơn của chúng mày, cái trách nhiệm vô ơn của chúng mày ấy, lớn lắm. Cái vô ơn không biết đội ơn người ta, vô ơn. Chúng mày biết được làm những cái điều ác ấy trái với lương tâm thì ngày đấy đừng có dựng lên cái quân đội bù nhìn, đừng có theo. Chúng mày không theo rồi chúng nó đến nó bắt được chúng mày sao? Chúng mày không theo anh em người Ngô Đình Diệm mới dựng được chúng mày à? Có mỗi mình anh em nhà ba dựng được chúng mày, chúng về vì chúng mày ham tiền ham của, cho nên là chúng mày cứ sa vào cái con đường đấy. Đã ra vào rồi thì mình phải chấp nhận cái lịch sử là như nào. Cái lịch sử là ngày xưa là tôi là con người như thế đấy, bởi vì là cái thằng Mỹ nó sang bên này nó đưa cái ông Ngô Đình Diệm về hắn dựng một cái quân đội bù nhìn, nên là chúng tôi á, là người không thanh niên ở thành phố ở đấy không đi cũng không được, cho nên chúng tôi đành phải ra đi. Nhưng mà bây giờ mới là đất nước giải phóng rồi, chúng tôi chấp nhận là chúng tôi là người đi ngược lại với nhân dân, bây giờ chúng tôi chấp nhận như thế mới phải là con người, đúng không? Cộng sản mà hèn ấy, hèn với giặc làm sao thằng Mỹ ở trên trời mà người ta bắn rơi xuống đất ấy, cái khẩu súng trường thôi mà cái người đàn bà phụ nữ người ta bắn rơi xuống đất, người ta vừa đi cày người ta vừa đi cấy, người ta đeo khẩu súng sau đít ấy. Mà cái khẩu súng đó là khẩu súng mà ngày xưa cướp được của thằng Pháp, thằng Nhật, bắn một viên rồi lại kéo lưỡi lê lại bắn một viên, người ta chúng mà phải thua người ta. Bây giờ chứ hàng ngày chứ phút ngày chứ là cộng sản hèn với lại cộng sản ác với dân. Chúng tao mà ác cái ngày giải phóng xong á, đạn đầy ra. Cái bọn mà vợ con chúng mày với cái bọn phiên quý binh ấy, tao nói thật với mày, chỉ mang cái máy ủi ra ủi một hốc rồi xô đẩy hết xuống đấy vùi đất thì ngày nay chúng tao không phải đau đầu, nghe chưa? Bởi vì chúng mày là cái lũ vong ơn bội nghĩa. Tao nói chúng mày biết này, cộng sản mà không giải phóng ấy thì cái thằng Mỹ nó giết chúng mày giống như anh em nhà thằng Ngô Đình Diệm. Mà tao thấy chúng mày nhục nhã là như này này, thằng Ngô Đình Diệm chúng mày giết nó là cái người dựng lên chúng mày giết nó rồi sao bây giờ chúng mày lại mang nó ra đi thờ? Chúng mày thờ hắn ở dưới suối vàng, hắn bảo như này, hắn nói như thế nào, nó địt mẹ chúng mày ngày xưa chúng mày giết tao, bây giờ chúng mày thờ tao. Tôi tin chắc rằng là anh em nội ngoại nhà ba vẫn còn, nhưng mà người ta coi thường các ông cho nên người ta không lên tiếng.
Người ta không lên tiếng. Người ta coi thường các ông này như này. Cùng hướng, cùng đồng đội với nhau mà đi giết chủ. Con chó nghịch tật, nghịch tặc đó, giết chủ. Cái suy nghĩ của chúng mày nó quá kém. Bởi ngày xưa đấy, một cái quân đội của chúng mày nó đứng nhất Đông Nam Á đấy. Nhất Đông Nam Á mà làm sao mà lại phải thua cái thằng cộng sản đeo cái khẩu súng trường làm sao? Tại vì chúng mày mà đi chiến đấu ấy, đi chiến đấu xong này vài tiếng chúng mày đi nửa đường thôi là chúng mày ngồi nghỉ, đạn là chúng mày vứt hết xuống suối ấy, mà không này là dồn lại để bán cho cộng sản. Chúng mày bán cho cộng sản, chúng mày dồn đạn để bán cho cộng sản. Cái thằng ông tô bà tướng đấy đi đến nửa đường này bảo với lính là thôi mệt nghỉ, hôm nay nghỉ. Rồi là nghỉ chán ấy, đến giờ là về ăn cơm. Rồi lại nói là về báo với cấp trên là hôm nay đi nhưng không thấy Việt Cộng. Nhưng thực sự là cái đạn này bán hết cho cộng sản rồi, lấy tiền ăn rồi. Lợi nhuận mà, tham nhũng mà. Rồi là có đứa là đánh thằng cả cái xe đạn đi bán thằng cho cộng sản. Cộng sản chúng ta là như này này. Nó giả vờ nó đi buôn vũ khí để bán cho nước khác. Nghe chưa? Nó nằm trong nội thành ấy, đi buôn vũ khí để bán cho nước khác. Chào các bạn nha. Đâu là nó giả vờ là tôi là người buôn bán, tôi là ngân hàng chẳng hạn. Tôi buôn bán đạn dược này, tôi muốn đưa sang Campuchia bán này, kiếm lời này, ông có ăn khơ với tôi không? Nó mang tiền ra là các ông cái lũ tham nhũng ấy là nhìn thấy là sướng mắt. Cái tiền đấy là tiền đi xương máu chúng tôi này, chúng tôi phải đóng lại này. Rồi nhà bác Hồ ấy, là bác nó, tuy là bác nó không đi ra ngoài đường nhưng cái máy tính của bác này chứ suốt ngày như này này, bác gõ sang nước ngoài đấy, là ở bên nước ngoài là có tay chân của bác ở bên đây là đi kêu gọi các nước chống lại chúng mày. Người ta vừa dốc, có người người ta còn hy sinh tính mạng, người Mỹ đấy, để đi biểu tình giúp cho Việt Nam. Rồi là bác gõ sang bên đó, người ta may những các cái lá cờ giải phóng ấy, những cái lá cờ sao vàng đấy, trên thế giới ấy, người ta nước nào người ta cũng để biểu tình cho Việt Nam. Rồi là bác gõ, bác ngồi một nơi như cái tay chân của bác gõ sang nước ngoài đấy, người ta gửi súng gửi đạn về cho Việt Nam. Rồi là những cái hoạt động của cộng sản ấy, khôn lắm. Nó ở trong thành phố đấy, nhà bọn đi buôn đi bán này, buôn bán là buôn bán thuốc viện, nó đưa cho thằng Mỹ nó hút. Rồi là có người người ta còn hy sinh, người ta làm gái, người ta làm gái với thằng Mỹ. Rồi là người ta truyền thuốc viện sang cho thằng Mỹ, thằng Mỹ đưa cho bạn bè nó. Cái hy sinh của cái con người cộng sản nó cao cả, bởi vì này người ta hy sinh để người ta cứu đất nước, còn chúng mày là hy sinh để giết người dân Việt Nam. Cùng dòng máu da vàng mà chúng mày nỡ cắt cổ người ta thì chúng mày cầm lên như thế này. Tao thấy chúng mày là mặt người dạ thú. Những cái người mà cắt cổ như thế sống ngày nay có nhìn thấy cái đầu người ta về đây tìm chúng mày. Cái người cộng sản đấy, người ta vào trong thành phố Sài Gòn chúng mày đấy, người ta đổi tên đổi họ, người ta buôn đạn dược, đưa cho chúng mày một cọc tiền đấy, rồi chúng mày vợ con chúng mày ôm cái tiền đấy. Rồi là phải cho lính của chúng mày chạy ra cái địa điểm nọ, địa điểm kia cho chúng tao. Rồi chúng tao lấy cái đạn đấy để bắn chúng mày. Nên là gậy ông đập lưng ông, nghe chưa? Cái khôn cộng sản nó chỗ đấy, nha. Chúng tao lấy đâu ra đạn? Đợi Liên Xô với các nước gửi đến thì đến bao giờ? Cho nên chúng tao phải như thế. Rồi á, cái gan cóc đấy, nó nhiều được chất độc lắm. Người ta bắt con cóc, người ta vút trông, người ta cắm đất này cho mày sấm vào, cho mày chết này. Rồi cái bọn dân tộc đấy, hắn cắm cái thuốc độc vào trong cái tia cái ấy á, để hắn bắn tên cho chúng mày chết này. Hắn nói cho mày biết này, cuộc chiến tranh Việt Nam đấy, từng cái con thú vật đấy, con bốn chân đấy, hắn không biết được nói, hắn còn giúp cộng sản để giải phóng. Bởi vì chúng mày quấy nó không có cỏ nó ăn. Cho nên nó phải giúp người cộng sản để giải phóng chúng mày, để kiếm cái miếng cỏ nó ăn.
cỏ chúng mày rải chất độc chết hết rồi. Chúng mày nhìn thấy cái chú bộ đội đấy, anh đâu về anh tổng kể anh đâu lái xe đấy mà ngày xưa anh đâu là anh ấy chở đạn dược đi ra chiến trường, mà mắt tao nhìn thấy ở trong video người ta nhà báo của Pháp ấy người ta ghi lại, người ta tung lên con voi mà nó nhìn thấy cái xe nó rè 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 rè, xe không đi được mà nó quỳ hai chân xuống để nó lấy cái đầu nó húc cái xe tải chạy lên. Mà chúng ta xem phim thì chúng ta rơi nước mắt, xem phim chúng ta rơi nước mắt, mà ta không hiểu của chúng mày là như nào. Những cái các con voi đấy nó chở đạn dược đi ra chiến trường, rồi là những các cái con voi là nó ở bên cạnh đấy, cộng sản chúng tao nhịn đói để đưa cơm cho voi ăn. Những cái xe nào mà đầm lầy nó không lên được thì cái con voi nó phải cúi đầu xuống để nó đẩy cái xe lên. Những con súc vật mới đang còn biết con người nào là con người nào là con thú. Tao còn nghe anh tao nói bảo đi nè, cái khi mà xe đang đậu đấy là một có một cái máy bay nó thả bọn ngụy nó xuống, rồi là người ta lái xe thì có mấy anh em thôi không làm sao được, nên là cái bọn dân tộc nó mới thả cái đàn voi ra, thả cái đàn voi rồi cái đàn voi đuổi, nhưng mà cái bọn ngụy nó phải chạy đi chỗ khác. Đấy là cứu người đó, nó là con phúc vật mới nào biết cứu người. Mà chúng mày nỡ, cái đứa trẻ con chăn trâu thôi 5 đứa mà chúng mày nỡ trói gà kính khỉ nó xuống, rồi chúng mày con gái thì chúng mày vật lột con người ta ra, chúng mày chơi chơi vô đá rồi, chúng mày lấy cái cây thóc từ họng môn của nó ra đằng miệng. Tao thấy chúng mày là cái thú chứ không phải là con người. Chúng mày là thú chứ không phải con người. Đến khi chơi xong con người ta rồi, chúng mày mổ xẻ con người ta ra, chúng mày lấy tim, chúng mày còn nói là tim gan trẻ con ăn nó ngon. Mà bên độc ác cái thế mà bây giờ chúng mày dám há miệng đây, chúng mày nói là cộng sản hèn với giặc ác với dân. Giá như mà những các cái video mà người nước ngoài người ta lưu lại ấy, mà người nước ngoài người ta lưu đấy, thì chúng mày hằng mở nói ra các cái lời đấy thì còn có người tin. Chứ đừng là những các cái video người nước ngoài người ta tung lên mạng đấy, chúng mày hiếp đáp người ta, giết người ta, bắn người ta. Có cái người, có cái thằng con trai 15 tuổi, anh bế em mới ra đồng đi làm, chúng mày trói gài trên tay nó rồi. Mà cái đứa em mà nó ngồi đi háng nó là cái đứa trẻ mới có 3 tuổi. Đâu, đâu được 3 tuổi, đâu khoảng độ được tuổi hay sao đấy. Mà em nó chứng kiến chúng mày em nó mới có hơn 1 tuổi mà anh chứng kiến chúng mày trói anh như thế. Cho nên là cái tội ác chúng mày gây ra ấy, không có ít. Máy chém chúng mày lê chém từ thành phố về nhà quê, đứa nào chúng mày nhìn thấy ngơ mắt là chúng mày nói là cộng sản, là chúng mày giết người ta. Người ta đang đi chổng điếc ngoài đồng, người ta đi cấy đi cày, chúng mày bảo đi này, chúng mày đứng ở trên lô cốt, chúng mày bảo là tao đố đứa nào bắn đúng cái mông với bà, mà chúng mày bắn người ta, bắn vào mông người ta. Rồi cái đứa trẻ nó đang chăn trâu, nó ngồi ở trên trên con trâu ấy, chúng mày thua nhau, chúng mày ngồi đi đánh đi giết người, rồi chúng mày ngồi nghỉ, chúng mày bảo là tao đố đứa nào mà bắn đúng cái thằng bé đấy thì tao thưởng cho chúng mày 1 gói thuốc lá. Đấy là cái thằng ngụy mà ngày xưa mà cùng chiến tuyến với chúng mày đấy, bây giờ nó lấy vợ người Bắc chúng tao đấy, nó lấy vợ người Bắc chúng tao rồi nó ngồi nó kể đấy, nó bảo là thực sự là nó bị ép buộc đi chiến trường, đi bên quân lực Việt Nam Cộng Hòa, nhưng mà nó đi đến đâu là nó chứ giả vờ nó ho, để ví dụ như có nhìn thấy người bên mình có nghe thấy là chạy đi, hoặc là nó đi một đoạn thì nó hết, anh đi một đoạn thì anh giả vờ là hắn hắt hơi, anh đi một đoạn thì anh giả vờ hắn hắt hơi thì là người mình có nghe được là người mình chạy đi. No no à, Bùi Thinh Hoa à, là người mình có nghe được là chạy đi à.
mà là nhiều lúc ấy, mà nhìn hắn đi cùng như thế nhưng mà người ta bắn cái người đây, người ta bắn người ấy là nó không có bắn, nó bắn ra ngoài, nó nói đấy. Tôi cho là nói sai đi, nhưng mà nó nói những cái sự thực như thế thì cũng hắn đang có cái lòng nói như thế. Nhưng bây giờ con hắn sinh ra ấy, là hắn cho đi bộ đội, cho đi lính, hắn bắt con hắn đi lính, hắn dạy con hắn là phải sống ở đâu, phải có cái phục tùng ở đấy, có cái lo làm lo ăn, đấy. sống cái chế độ nào là phải phục tùng cái chế độ đấy. Hắn đang còn một tí con người. Đường này chúng mày sang đến bên đấy mà chúng mày đang còn ngoái đầu lại chúng mày sủa. Mà tao nói với mấy cái con mà truyền hình ở bên hải ngoại đấy, tao thấy chúng mày thật đúng là hơn con chó mà đôi đũa. Chúng mày sống ở nước Mỹ, bỏ nước ra đi rồi chúng mày ở bên Mỹ, sao chúng mày không làm cái đài tiếng nói nước Mỹ, nói chúng mày ở bên đấy đi. Hôm nay cái bà này đi chợ không mua được cá, hoặc là cái ông này đi ra đường bị cảnh sát Mỹ nó bắn nó đánh chết, hoặc là hôm nay cái em bé này 15 tuổi trong nhà cảnh sát nó đến nó bắn chết, hoặc là người cảnh sát Mỹ bắn người Mỹ. Chúng mày về xin phải phải nói lên những các cái sự thật thì người ta mới tin. Còn Việt Nam, những người Việt Nam chúng mày đã đi rồi thì chúng mày bỏ cái tàn tật cái đất nước phế liệu lại để cho chúng ta phải dọn dẹp. Cái Việt Nam chúng ta một nửa trái đất mới đến sang nước Mỹ, liên quan gì đến cái chúng mày suốt ngày đứng ở trên đài chúng mày nói là cảnh sát đánh dân, với cảnh sát chúng ta đánh dân là cái những cái đứa như thế nào người ta đánh. Còn người cảnh sát Mỹ chúng mày hô một câu không đứng lại, hai câu là bắn tặng cái chết mẹ rồi, nghe chưa? Cái lũ chúng mày là óc chó cho nên là không có hiểu được cái gì là cái chúng tao là hai mắt này, đầu chúng tao có cái suy nghĩ, chúng tao nhìn nhận ra được cái con người như thế nào. Còn chúng mày nói gọi là chúng mày nói chào Sơn Võ nha, chúng mày nói là cộng sản chúng tao hèn với giặc ác với dân hèn đấy, mà đánh cho chúng mày tụt quần tụt áo chạy bồ lê bồ càng này. Đó là hèn đấy. Nên chúng tao mà không hèn này chắc là chúng tao đổ hết chúng mày xuống biển, là không chúng mày không thể đi được đâu. Mà vợ con chúng mày cũng không còn sống đến bây giờ mà ra mà đi quấy nhiễu thôi. Còn tao biết cái mưu mẹo của chúng mày. Bây giờ chúng mày lập được cái bọn phản động vào trong nước, bây giờ là lập lên một cái thiên giáo trút trời. Nó còn muốn cho người Việt Nam mình tịt nọc để không có cúng thờ cúng bái gì nữa. Cái Chúa Trời đấy, nó dựng lên một cái đấy. Rồi là bây giờ anh không đi biểu tình nữa, mà anh đi ra đường là như là một đứa quay phim, một đứa là đi giám sát công an, anh chửi nhau với công an, đánh nhau với công an, thách thức công an, bọn phản động ấy. Cho nên các bạn mà đi ra đường mà nhìn thấy cái trường hợp đấy phải lại hỗ trợ công an. Nếu như các bạn không muốn chiến tranh ở đất nước mình xảy ra thì các bạn phải lại hỗ trợ người ta. Chứ cái những người nếu như cảnh sát Việt Nam mình ấy mà giống như cảnh sát Mỹ ấy, thì cái bọn nó người ta bắn hết rồi. Nhưng mà cũng may là như thế này này, cái người cầm quyền Việt Nam mình ấy, người ta nói là nhường nhịn để cho thế giới người ta nhìn thấy cái trò hề của chúng nó diễn, sau này mình có xử nó như thế nào thì đang có cái bằng chứng bằng cớ. Thế này nó ra đường đánh cảnh sát như này này, cho nên chúng tôi phải bắn nó chết này. Còn nước các ông người ta chỉ cãi nhau một câu, người ta các ông đã bắn người ta rồi. Cho nên hắn ra hắn kêu oan các ông đừng có tin tưởng cái miệng đó. Đây này, nhìn các cái video đây này, hắn đánh người ta này. Đấy là mình có cái bằng cớ. Bởi vì sao? Một cái thời mà trong phố vua xa đấy, mà mình cứ để dân phá, đập phá rồi đánh công an, đánh ở trong công nhân ở trong đấy, đốt cửa, đốt nhà, các xí nghiệp đấy. Mình có thể mang súng đến bắn hạ cho nó được. Mình không làm. Phải có cái bằng cớ, cái bằng chứng. Bữa sau là nó ra cái chỗ vua xa đấy, nó quấy lần nữa đấy. Các bạn đã thấy chưa? Chính phủ ra quyết định cả một cái khu vực ở Nghệ An đấy toàn dân ra chống cái bọn này, nam nữ dân thì vào tận nhà anh đánh vô, mà quân trai cũng thế, quân đội, công an, nhân dân, thương phế binh, nó đi đi xếp hàng ngang phải đến mấy tỷ người ấy. Cái bọn phản động nhìn thấy phải chạy mất dép. Nên tao bảo chúng mày chưa là cái gì mà chúng mày dám chống lại cộng sản. Chúng mày học được cộng sản được mấy bước chân, chúng mày học được cộng sản được mấy lối đường. Bởi vì cái con người cộng sản chúng tao ấy, người ta không khoe tài, người ta cũng không khoe ai,
Cộng sản chúng ta nhiều 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 súng nhiều đạn. Đấy. Xin lỗi đi nha. Cô này ạ. Cộng sản chúng ta người ta không không. Cô này là bữa này chỗ là dưới cái tẻ tẻ câu cao học báo. Nên cái ngôn người cộng sản chúng tôi là người ta không thích khoe nhiều súng nhiều đạn, khoe súng khoe đạn là các nước người ta nên nhìn thấy ngứa mắt là gây chiến tranh, nên người cộng sản là người ta không làm cái đồ đấy. Bạn chờ tí nha. Hay là tới xa là đây. Nên là nhiều đứa ở bên nước ngoài ấy, cứ nói là làm sao? Nhiều bên nước ngoài là cứ nói là nhìn Việt Nam nghèo với nhìn Việt Nam quân đội không thấy vũ khí ở đâu cả. Không thấy vũ khí ở đâu cả. Nhưng mà cứ để cắm cái tai nghe. Việt Nam không thấy vũ khí ở đâu. Nhưng mà đến khi mà có người người ta đến ấy, có giặc đến ấy, là kể cả là cái gì đấy? Kể cả là vũ khí gì người ta cũng có. Nên nhiều người cứ nói là chứ nhìn cái thằng mà Hàn Quốc ở Bắc Triều Tiên ấy khoe vũ khí đấy, hết nước nọ nước kia đe dọa đánh rồi. Chứ tưởng đâu Việt Nam mình không có, Việt Nam chúng ta thiếu gì vũ súng, vũ thiếu gì vũ khí. Có cái người ta khôn, người ta khép kín, người ta không nói. Người ta chỉ mang vài cái máy bay trực thăng với mấy cái bay trong trống đó để đi cứu dân với cứu ấy thôi. Người ta để cho chúng mày nhìn thấy thôi, cho người ta nhìn thấy là ở đất nước chúng ta chiến tranh 40 năm rồi, 30 năm rồi. Cho nên là không có nước nào người ta để ý đến Việt Nam. Mà những cái khi mà Việt Nam với Trung Quốc ở ngoài đảo Hoàng Sa đấy, người ta còn kéo dài thời gian để người ta sắm vũ khí, người ta chuẩn bị những các cái thiết bị gì. Bây giờ vũ khí Việt Nam còn bán thằng cả Campuchia, bán thằng cả Lào, bán thằng cả bên ấy kìa. Chúng mày chứ ngu đần không biết, cứ bảo là cộng sản không có cái nọ, không có cái kia. Chúng mày có học, có nhìn thấy ở bên quân sự người ta, có bên quốc phòng, chúng mày có thấy đâu. Mà chúng mày chỉ có suốt ngày ăn rồi chúng mày đi bốc phét bốc lão, ăn hôm nay ngủ hôm nay ngày mai đi ỉa, có biết cái gì về chính trị, có biết cái gì về quân lực, biết cái gì. Mà chưa tao nghĩ cho cái lũ Việt Nam Cộng Hòa, mấy cái đứa ở bên hải ngoại đấy, chúng mày ngu dốt được như này. Cái thằng Mỹ mà nó vào trong nhà nó bắn người Việt Nam chúng mày, Cộng Hòa chúng mày bên đấy, đồng đội chúng mày đấy. Mà tao có thấy chúng mày ra ngoài, chúng mày cầm cờ vàng ra đi biểu tình đâu. Tao có thấy chúng mày cầm cờ vàng ra đi biểu tình là... Tao có thấy chúng mày cầm cờ ra đi biểu tình là thằng Mỹ nó giết người chúng tôi không? Cho nên chúng mày là cái con người hèn. Cho nên chúng mày chứ đổ cho cộng sản hèn. Chúng mày là cái loại người ích kỷ. Tao hỏi chúng mày sang bên ấy, những cái thằng mà đi tù cộng sản về đấy, chúng mày cho kể là tao đi tù cộng sản 2 năm 3 năm này. Có đứa là nói tao đi tù cộng sản 10 năm này. Như chúng mày đi tù cộng sản chúng mày đang vác xác về được, nhưng mà người Việt Nam chúng tao đi tù chúng mày
Cộng sản chúng tao đi tù chúng mày đấy. Có về được không? Có về được không? Chúng mày đóng đinh mà người người ta rồi chúng mày chặt chân chỗ chôn sống đấy, có về được không? Cái thằng Mỹ nó sang mà nó nhìn cái nhà tù của chúng mày đó, nó sợ. Nó sợ chúng mày. Nó là thằng Mỹ nó nói là bây giờ có những cái thằng Mỹ nó sang đấy, sang Việt Nam này. Nó nói là nó muốn sang Việt Nam để nó làm một cái gì để cho bù đắp lại những cái khi mà nó nghe chính phủ Mỹ đi sang Việt Nam để đi giết người, đi hại dân Việt Nam. Bây giờ nó sang Việt Nam là đi dạy tiếng Anh, nó có lấy tiền đâu. Nó sang bên Việt Nam nó sống, nó lấy vợ luôn ở đây, nó không về Mỹ nữa. Rồi hắn những đứa trẻ đấy nó dạy tiếng Anh để rồi hắn làm những cái từ thiện, hắn có lấy tiền đâu. Nhưng mà cái loại chúng mày ấy, đã ngu lại hay nổ. Có những thằng mà đi bộ đội về rồi, đi bộ đội về rồi mà bây giờ chỉ vì cái lợi riêng của mình mà đi ra đi ngoài 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 bị nó kích động vô, mạng không xem, chính trị không học, đi bộ đội về rồi là chân đất mắt tét, rồi nghe nó nói nó cho vài đồng bạc đó là lười làm, đó là đi theo nó mặc quần áo bộ đội đi ra đi chửi là lật đổ cộng sản, với cộng sản không tham nhũng nắm quyền, mày đang còn là tham nhũng mày đi lấy tiền lợi ích của mình mà mày đi đi ra đường mày đi chửi nhà nước, mày nói những người người ta làm công to việc lớn, nước nào nước không có người tham nhũng, nước nào nước không có tham nhũng. Bên Trung Quốc này, bên quân đội tham nhũng mà nó mang ra nó bắn chết sạch kìa. Việt Nam chúng ta nó cũng ai tham nhũng người ta cũng bắn. Nhưng mà những cái người mà người ta đi làm ông to bà tướng ở trong chính phủ đấy, bộ máy nhà nước đấy, là những cái người đấy ngày xưa người ta cầm súng đi ra chiến trường. Cho nên là Việt Nam chúng ta người ta không thể bắn được. Người ta đang còn nhớ những các cái ơn của người ta có ngày hôm nay. Thôi người ta sai rồi cho người ta đi tù. Nếu nào nặng thì đi tù chung thân, nhưng mà tốt thì người ta được giảm án, người ta khác về. Nhưng mà chứ tưởng đâu những cái bộ máy nhà nước đây là những cái người mà làm ruộng mà trên đấy mắt quét lên đây làm đây. Những cái người đấy ngày xưa là người ta cầm súng ở chiến trường ấy kìa. Người ta chỉ huy quân đoàn, quân đội. Người ta chỉ huy những các anh em cầm súng ra chiến trường, người ta mới vào đấy người ta làm. Rồi chúng mày như nào? Chúng mày nói là 30 tháng 4 là quốc hận của chúng mày. Tao nghĩ chúng mày đúng là cái lũ bù nhìn. Bù nhìn vẫn là bù nhìn. Tao nghĩ chúng mày đi sang cái nước người ta ăn ngon mặc đẹp, văn hóa văn minh. Mà tao thấy chúng mày chẳng văn minh thế nào, chẳng văn hóa thế nào. Ngụy là vẫn là ngụy, ngu vẫn là ngu, bù nhìn vẫn là bù nhìn, chẳng sửa đổi một cái gì. Thế chúng mày có sửa đổi cái gì đâu. Chẳng sửa đổi được một cái gì cả. Cái lũ bù nhìn vẫn là bù nhìn. Chúng mày sang người ta sống khác thì con chó trong cổng nhà người ta đâu. Chúng mày mà không ngừng biểu tình là chúng mày không có tiền chúng mày ăn. Mà chúng mày để cho anh em nhà thằng Ngọ, thằng Ngô Đình Diệm mà không phải, anh em nhà thằng thằng Dương Văn Minh lợi dụng, thằng Ngô Định rồi thằng đấy đấy, anh em con cháu nhà bà hắn cầm đầu chúng mày. Hắn thu đi xin tiền khắp nơi, hắn để thúng ở đâu để xin tiền ở đấy, hắn thu cái tiền về, thu ngày nào nó cũng đi thu. Hắn cho về cái bọn ở về trong nước được vài trăm đô, chống đít đi biểu tình rồi đi tù thay cho nó. Hắn là con những cái bọn trong nước là con cờ của nó, mỗi một đứa là hắn ban cho 10 năm tù, 20 năm tù. Đứa nào đi tù thì hắn cho 20 triệu. 20 triệu tao đi làm bạ, tao chỉ cho lương của tao tháng 5 triệu thôi.
tao làm 3 4 tháng là tao đủ 20 triệu này. Tội gì tao phải đi rồi suốt ngày đi phơi phới ngoài đường, đi chửi nhau với người nọ người kia, rồi là đi biểu tình, rồi đi ăn nói ăn tục nói phét để cho công an người ta đến người ta bắt tao phải đi tù, rồi đời con đời cháu tao sau này bị ảnh hưởng. Đi học làm gì? Cho nên là cái dốt nát của chúng mày, chúng mày ngu là như này này, chúng mày ăn 200 bạc 20 triệu bạc mà đi tù một 10 năm, rồi đến cái đời con của chúng mày đi học ấy, 10 người ta nhìn cái con mắt của chúng mày, người ta khinh rẻ, người ta khinh rẻ chúng mày, bố nó là phản quốc phản động ấy. Người ta coi thường chúng mày, đi đâu người ta cũng sợ, người ta không dám cho đến, có phải nhiều không? Cái con người ngu dốt lại hay 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 nói. Chúng mày bảo chúng mày sang đến Mỹ đấy, chúng mày nói làm sao? Cộng sản phải thu hồi những các cái nghĩa trang liệt sĩ đấy, dọa để làm giống như như ở bên nghĩa trang quân đội của Việt Nam. Chúng mày nhầm đấy, chúng mày đi giết người, dân chúng tao phải đi cứu là chúng tao là người anh hùng, còn chúng mày là nô lệ giặc. Một đám mồ đấy, xây không xây chỉ có đắp đất thôi. Nhưng nếu mà không có cái nhân dân Việt Nam, chúng ta không có chính phủ người ta đứng ra người ta chỉ đạo ấy, thì cái đống mồ đấy bây giờ chúng mày về có còn nữa không? Mưa nó dạt hết rồi, 43 năm rồi mà cái đống mồ cao vẫn là đống mồ cao đắp bằng đất. Mà chúng mày ở bên hải ngoại chúng mày nói về là cộng sản nó cho người ra đập hết mồ hết mả rồi. Cho nên là tao bảo chúng mày chết xuống đất rồi mà chúng mày vẫn ăn tục nói phét. Chúng mày làm những cái thế, những cái người mà người ta dưới suối vàng ấy, người ta cũng bảo là chúng mày là cái loại phản quốc, chứ mà đừng có nói người khác phản quốc. Không có nhân dân chúng tao, không có những người người ta đứng ra người ta chỉ đạo ấy, thì chúng mày hỏi rằng là cái đám mộ đó có còn ngày nay chúng mày về thắp hương không? Còn chúng mày đòi hỏi là chúng ta phải xây, nhưng cái đấy không có bao giờ. Chúng mày đi làm nô lệ cho thằng Mỹ đấy, bảo thằng Mỹ nó gửi tiền về cho mà xây, mà không thì chúng mày đóng góp lại mỗi đứa 1 đô 2 đô, hay là cái tiền mà chúng mày chỉ cho cái bọn mà nghiện với bọn cà phê ăn đi biểu tình cho chúng mày ở Việt Nam đấy, đừng cho nó nữa, lấy cái tiền ra mày xây. Có phải về đạo đức được cả đôi đường không? Cái nhất là đạo đức là cứu sống có tình có nghĩa với nhân dân Việt Nam. Cái thứ hai nữa là có tình có nghĩa với cái người người ta nằm xuống. Chúng mày đi rồi như mồ mả, nhà mày anh em nào mày nội ngoại chúng mày đang ở trong miền nạ Việt Nam kìa. Mà chúng mày có một thân một mình ở bên Mỹ thôi. Mà suốt ngày chúng mày chống phá về Việt Nam thế, chúng mày chống phá chính con cháu chúng mày, chống phá ai nữa. Nhưng mà chúng mày còn bảo này chứ, không gửi tiền về cho, không 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 gửi tiền về cho cộng sản. Ủa, chúng mày gửi tiền về cho cộng sản bao giờ thế? Ủa, chúng mày gửi tiền về cho cha cho mẹ chúng mày ăn, với chúng mày gửi tiền về cho nhà nước Việt Nam bao giờ? Chúng mày gửi tiền về thì phải phải đi qua ngân hàng nhà nước thì mới đến tay bố mẹ chúng mày được. Chúng mày cho được nhân dân Việt Nam hào nào mà chúng mày dám nói là không gửi tiền về cho cộng sản? Mới nghe nói cộng sản, cái đứa con nít chưa đẻ ra nó cũng là cộng sản. Còn chúng tao này, chúng tao cất lên tiếng nói là cái người dân chúng tao ấy, nhà nước chúng tao là quá bức xúc nên chúng tao phải nói ra. Có nhiều người ta muốn nói lắm nhưng người ta không biết dùng mạng, người ta không nói được. Chúng mày có biết được phản động bây giờ mà đi ra ngoài ngoài đường ấy, nghe nó nhìn thấy nó đánh như bọn đánh như chó đấy, không có công an ấy, không có công an ấy, nó đánh chết ấy. Cho nên là chúng mày đừng có chửi công an, đừng có chửi chính phủ. Cái người đấy là cái người người ta cứu chúng mày. Cái suốt ngày trên trên diễn đàn ăn tục nói phét, nói là có đứa lại bảo là Việt Nam Cộng Hòa ngày xưa giàu. Giàu cái gì? Thằng Mỹ nó hỗ trợ thì chúng mày có tiền, thằng Mỹ nó rút về thì chúng mày không có. Giàu cái gì? Một gái điếm
xếp hàng cái chế độ chúng mày đấy, gái điếm xếp hàng ra để đi 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 tuyển người để đi đi phục vụ cái bọn Mỹ đấy. Mỹ ngụy, 3 thằng Mỹ chơi một đứa con gái đó, Việt Nam Cộng Hòa chúng mày đấy. Đứa nào thích không tao đăng lên cho mày xem. Mở miệng là nói ăn tục nói phét, mở miệng là ăn tục nói phét. Nhà nước nhà chúng tao là người ta rất nhân nhượng. Người ta bảo là thôi, 5 ngón tay có ngón dài ngón ngắn. Nó hư rồi cứ để cho nó hư đi, rồi có ngày nó là nhìn thấy cái sự thực. Mày theo tôi không nhìn ra được đâu, bởi vì hắn chỉ nhìn đồng tiền thôi. Hắn chỉ nhìn đồng tiền thôi. Mà nhà nước mà bây giờ mà không trừng trị cái bọn này là hỏng. Bởi vì nào, trẻ con ngày nay là hắn không hiểu một ít cái gì cả, nói chừ ham ăn ham chơi thôi. Nhưng mà hắn bị cái bọn này dụ dỗ là mình hỏng. Cho nên là theo như ý dân là người ta chỉ mong pháp luật phải mạnh tay bọn này. Đứa nào có ý định khủng bố tử hình, đứa nào cầm đầu đi tù chung thân. Không có cái chuyện mà chứ bắt thì cho đi tù 10 năm 20 năm rồi về, cái đấy cái án quá nhẹ. Cái bọn mà khủng bố vừa rồi 10 mấy thằng đấy, bọn nó phải tử hình. Nếu như mình an ninh mình không phát hiện ra ở sân bay có phải chết bao nhiêu người à? Còn mình không nên nhượng được chúng nó, bởi vì mình càng nhân nhượng chúng nó càng lấn tới. Đó, bây giờ anh đi tham gia giao thông để anh đánh cảnh sát, để anh quay video để anh bán cho cái bọn ở bên nước ngoài để anh lấy tiền ăn. Thế bây giờ mình hy sinh mới được hòa bình, mà bây giờ lại các người lại chính phủ lại cứ để cho anh đi dựa vào 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 vào, vào cái nhà nước, cái đất nước của mình để nó kiếm ăn à? Ăn bôi nhọ. Rồi những cái người mà liệt sĩ người ta nằm xuống, người ta có in không? Người ta có in không? Người ta có in là bảo tại sao chúng tôi hy sinh như thế mà các ông lại để cho chúng nó như thế này? Hại nước hại dân. Chúng tôi cất đứng lên cất tiếng nói như này này. Đằng sau chúng tôi đang hàng trên 90 triệu dân. Đang còn có nhà nước chính phủ đằng sau chúng tôi. Mà những cái thằng mà phản quốc phản nghịch ấy, là chúng mày chỉ nấp trong bóng tối thôi. Nghe chưa? Anh nói vô lao. Thử hỏi rằng là mình thử lấy cái gương để soi cái bản thân mình xem. Mình là con người như thế nào? Còn chứ đừng có mở miệng ra là chửi bới người ta, người ta làm cái gì mà chửi bới người ta. Vừa ăn ăn tục nói phét thì quen cái miệng. Chứ chửi cộng sản hèn với giặc ác với dân. Hèn mà ác mà ai đâu mà cảnh sát người ta chưa hỏi là hắn xông xáo rồi hắn chửi bới cười cha cúng miệng người ta lên. Rồi nó còn bảo này chứ. À, mày lột cái bộ quần áo ra đánh nhau với tao. Đấy là côn đồ chứ có phải là người nữa đâu. Đấy là côn đồ. Cho nên bây giờ là cái bọn phản động là nó không đi biểu tình nữa. Mà nó đi ra đường là nó chống lại người thi hành công vụ. Hắn chủ yếu một đứa quay phim. Một đứa chửi nhau với cảnh sát. Rồi hắn kêu bè cô lũ ra. Hắn kêu cái hộ hàng nhà ba ra. Mình là người dân, mình mà đi ra đường mà nhìn thấy như thế thì mình phải lại hỗ trợ cảnh sát. Vì như nào bây giờ là hắn chủ mưu của nó là hắn lấy một cái video, hắn bôi nhọ công an, hắn bôi nhọ nhọ đảng để hắn lấy cái video này hắn bán sang cho cái bọn 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 bọn, bọn bù nhìn ở bên Mỹ đấy, để chúng nó công bố lên cái đài của chúng nó để hắn bôi nhọ chúng mình. Thì mình phải làm như thế nào? Mình là người dân mà mình phải nhận nhịn đỡ được. Hắn chửi bới như thế, mình phải nhận nhịn ra, mình bảo như này, cái thằng này chắc là phản động chứ không phải là người dân mình. Lại đánh bỏ mẹ ăn đi. Dân đánh nó với có giá trị. Nhưng để cảnh sát đánh ấy, là để bảo là
cộng sản cho cảnh sát đánh dân. Dân đánh dân với cô giá trị như ở trong Nghệ An ấy. Tôi bữa trước tôi cũng có viết thư về cho chủ tịch nước ấy. Những cái bọn phản động này này là cứ để cho dân trị dân mới có giá trị, chứ còn bây giờ mà cứ để cho cảnh sát đi làm thì nó không có giá trị. Chứ còn tao nói để cho chúng mày biết này, chúng mày cứ nói là chúng mày phản động phản quốc như thế này, chúng mày chửi bới chúng tao không làm gì được. Không có chúng nhân dân chúng tao ạ, cảnh sát người ta cũng thừa làm ra, bộ đội người ta cũng thừa làm ra, nhưng người ta nhân nhượng để cho chúng mày hiểu ra được. Nhưng mà theo như tao là càng nhân nhượng là chúng mày càng lấn tới, cho nên bây giờ là dân phải trị dân. Những đứa nào đi phản động mà đi ra đường mà chứ chửi bới công an, mà làm video để lấy cái video đấy để bán kiếm tiền đấy, là người dân chúng tao nhìn thấy là oánh. Còn không để cho chúng mày lợi dụng đất nước để kiếm ăn được, bôi nhọ. Tao nói cho chúng mày còn như này này, mua quần áo quân đội rồi mặc diễn hè là bộ đội với bộ đội đánh nhau, rồi chúng mày diễn hè là công an đánh bạc, rồi chúng mày diễn hè là bộ đội đánh bạc, chúng mày làm như là cái quân đội chúng tao nó không có nghiêm ngặt. Trên cái thế giới này là cái quân đội Việt Nam là nghiêm tắc nhất, tác phong nhất. Chứ bộ đội làm gì mang được mang điện thoại vào mà quay. Mà ngành công an thì ai người ta dám quay những các cái phim người ta đăng lên mạng. Người ta đi học, bố mẹ người ta cho người ta tiền, người ta đi ăn học được cái nghề, cái ngành. Mà người ta đã vào cái ngành đấy, người ta có ý thức, người ta có học, người ta có ý thức. Ai người ta đánh bạc, người ta đi quay, người ta tung lên mạng bao giờ? Mà bộ đội đánh nhau cũng có bao giờ người ta quay lên mạng, người ta đánh lại tung lên mạng bao giờ? Chúng mày diễn hề, diễn kịch thì chúng mày cũng phải có cái đầu óc chứ. Chúng mày làm như thế để cho nhân dân chúng ta không cho con cho cái đi bộ đội, không cho con cái đi công an. Nhưng chúng mày nhầm. Năm cộng sản bây giờ mà tuyển bộ đội phải lấy cái người có ý thức, có bộ đội, có đảng, có thẻ đảng, có ăn có học. Năm nào cũng tuyển thừa. Mày làm như thế là người ta mềm lòng ở đấy. Việt Nam chúng ta mà nó đi lính nó còn viết đơn nó đi tình nguyện nó đi. Nhưng mày dùng cái những cái chiêu trò diễn hề diễn kịch người ta không tin, bởi vì người dân chúng ta người ta biết cái tác phong của quân đội nó rất nghiêm ngặt. Ai vào đấy mà đánh nhau mà cũng ăn được, mà đi bộ đội làm gì được mang những cái máy máy quay phim chụp ảnh vào trong bộ đội đâu. Ở trong đấy là người ta có một cái điện thoại, ai gia đình mà có trường hợp gì là gọi cái điện thoại này đến đây, ai muốn điện về thì đến cái chỗ đấy người ta vẫn có người, người ta trực ở đấy, người ta cho quay gọi về vị, cho bố cho mẹ. Quân đội đâu được mang máy quay phim chụp ảnh, đâu được mang điện thoại vào trong quân đội. Một người đi lính cái quần lót cũng không được mặc, bởi quần lót bộ đội nó cũng có như đi cửa trùng đi vào. Nói phét nói láo. Hôm nọ có một thằng còn đi đến kiểu quân đội đi quay phim chụp hình ấy. Hắn còn nói là tôi đứng đây thì làm sao mà đuổi tôi đi, rồi sau là bị người dân người ta đánh rồi. Tao không hiểu mày ở đâu mà là mày dám đến kiểu quân đội mà đi quay phim chụp hình. Cái chỗ quân mày đến công an được, mày đến đến cảnh đồn cảnh sát được, mày đến chỗ tỉnh ủy được, chứ chỗ quân đội mày không thể đến được. Bởi vì cái chỗ đấy là cái nghiêm phong bí mật. Cái đấy cái chỗ đấy là cái chỗ người ta bảo vệ bình yên cho đất nước. Người ta nhiều cái gì những có nhiều những cái thứ chúng mày không thể xem được. Mày dám đến đấy đi quay phim chụp hình, mày chán sống này à? Cảm thấy chán sống thì đi nhảy lầu đi, nhảy cầu chết đi, hay treo tự tử đi. Thuốc chuột bây giờ nó bán đầy đấy. Rau ngu đến đấy đấy, đấy chết xuống âm phủ đang bị cái tiếng là đến đi, đi gầy bom đặt mìn. Cho nên là tao nói là cái bọn mà ngụy chúng mày ấy, đi sang đến Mỹ rồi,
Đất một cái đất nước người ta văn minh, lịch sự, phát triển. Mà chỉ có đất nước người ta phát triển văn minh thôi, chứ còn chúng mày ngụy vẫn là ngụy, ngu dốt vẫn là ngu dốt, chẳng học được cái gì cả, chỉ học được ăn tục nói phét. Thế mà suốt ngày sủa về Việt Nam là Việt Nam ngu dốt, chúng ta ngu dốt mà chúng ta lãnh đạo đất nước. Khắp nước các nơi người ta về Việt Nam mà chúng mày mày khôn ngoan làm sao mà cởi quần nó chạy, vậy sao đi ăn nhược, ăn trực nằm chờ nước người ta. Cái người Mỹ người ta coi chúng mày bằng nửa con mắt, còn nửa con mắt là như thế nào, đáng là anh được ăn hai bát cơm, chính phủ cho anh ăn hai bát cơm, nhưng mà bởi vì chúng mày cho nên hết phải xẻ đi nửa bát cho chúng mày ăn, cho nên nó ghét chúng mày. Mà cái người Mỹ người ta không lã gì chúng mày. Chúng mày càng mang cái ba que, cái cờ ba que ra chúng mày đi biểu tình ấy, người ta càng biết là cái bọn này là cái bọn diệt chủng, y là tay sai cho thằng Mỹ đánh Việt Nam. Chúng mày càng nói xấu Bác Hồ người ta lại càng hiểu, bởi vì cái người chủ tịch chúng tao là nó cao cả lắm, nó cao cả lắm, cả trên thế giới người ta tôn trọng Bác Hồ. Chúng mày là cái gì đâu mà chúng mày nói là cái gì nói xấu Bác Hồ với này, là làm nhộ Bác Hồ. Chú Cho cái người nghèo người ta ăn, còn đừng có đánh nhau. Việt Nam đi được không về được đâu, người ta nói như thế. Cho nên là chúng mày dốt, tôi đi lấy cục điện sạc hết pin. Ôi xin chào các bạn nha, lúc khác nói chuyện tiếp nha, để ngắt video nên có gì chiều chiều nói tiếp.